Tòa Giám mục Phát Diệm, 75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình. Điều tra ứng viên lên chức linh mục. Anh chị em thân mến, giáo luật điều 1051 và 1052 quy định giám mục khi muốn truyền chức thánh cho ai phải điều tra về những tư cách cần thiết của người được tiến chức. Theo thỉnh ý của ban ơn gọi, các thầy phó tế có tên dưới đây sắp làm đơn xin chịu chức linh mục để phục vụ giáo phận Phát Diệm. 1. Thầy Phaolô Trần Tiến Đạt, sinh năm 1987, nguyên quán xứ Phát Diệm, đang giúp xứ Tam Châu. 2. Thầy Phaolô Trần Minh Hiếu, sinh năm 1986, nguyên quán xứ Trì Chính, đang giúp xứ Phương Thượng. 3. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1989, nguyên quán xứ Lãng Vân, đang giúp xứ Mông Hưu. 4. Thầy Giuse Đinh Văn Huynh, sinh năm 1990, nguyên quán xứ Khoan Dụ, đang giúp xứ Dục Đức. 5. Thầy Gioan Phạm Văn Hưng, sinh năm 1991, nguyên quán xứ Dục Đức, đang giúp xứ Cồn Thoi. 6. Thầy Giuse Đinh Văn Quang, sinh năm 1992, nguyên quán xứ Uy Đức, đang giúp xứ Phát Diệm. 7. Thầy Francisco Xavier Đinh Gia Phú, sinh năm 1987, nguyên quán xứ Gia Lạc, đang giúp xứ Kim Đông. 8. Thầy Phêrô Đinh Văn Phú, sinh năm 1985, nguyên quán xứ Dưỡng Điềm, đang giúp xứ Khiết Kỳ. 9. Thầy Phêrô Bùi Văn Tú, sinh năm 1986, nguyên quán xứ Trì Chính, đang giúp xứ Hải Cường. 10. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1992, nguyên quán xứ Văn Hải, đang giúp xứ Ninh Bình. Vậy ai biết các thầy có tên trên đây mắc ngăn trở gì, xin trình báo cho giáo quyền trước ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thánh lễ phong chức sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Phát Diệm vào lúc 8:30 ngày 29 tháng 8 năm 2023. Xin anh chị em dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các thầy được trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Phát Diệm ngày 29 tháng 7 năm 2023. Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm. Xin quý cha vui lòng rao ba Chúa Nhật liên tiếp mùng 6 tháng 8, 13 tháng 8 và 20 tháng 8 năm 2023.